đọc sách Khải Huyền á, thì chúng ta biết ngày giờ của chúng ta không còn bao lâu đâu quý vị. Tại vì khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta cái thời gian còn quá xa, phải không? Nếu mà ai trên 70 mới hiểu được, phải không? Tính từng ngày cuộc đời chúng ta, tính từng ngày, phải không? Cô chị tính từng ngày không cô chị? 80 chúng ta tính từng ngày chứ không phải tính từng tuần, phải không? Ngày nào hay ngày nấy, phải không? Không phải mà chúng ta giống như còn trẻ tính từng năm từng tháng. Tôi nhớ, tôi còn nhớ tôi học high school, mà bây giờ con tôi học high school rồi. Nó quá nhanh quý vị, thời gian nó đi quá nhanh. Cho nên cái đoạn chính này nhắc chúng ta đó là cái kèn thứ thứ năm. Quý vị còn nhớ không? Tại vì cách đây chỉ có một tuần thôi, không phải nhớ. Tiếng kèn thứ năm đã thổi ra và tất cả đều đã xảy ra chưa đâu. Tại vì 1/3 sẽ bị tiêu diệt trên khắp đất này. Chúng ta chưa nhìn thấy 1/3 đó. Thành ra 1/3 sẽ bị tiêu diệt. Đó là 1/3 của sự sa ngã quý vị. Chúa sẽ tiêu diệt 1/3 của sự sa ngã. Và qua đến cái tiếng kèn thứ năm thổi, tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Ngôi sao ấy được trao cho chìa khóa của vực sâu. Khi ngôi sao mở vực sâu thì có một khói từ vực sâu bay lên như khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và không gian bị u ám bởi khói của vực sâu ấy. Khi chúng ta nói cái chìa khóa của vực sâu, tiếng Anh gọi là the bottomless pits, bottomless pits. Có một số thần học gia nói là cái ngôi sao đó giống như mà trong sách Luca, chú nói là ta thấy các quỷ sa tăng từ trời xa xuống như chớp. Có một số thần học gia nói cái ngôi sao đó giống như là một thiên sứ gọi là Lucifer trong Esai đoạn 14 câu 12. Khi mà chúng ta nhìn đây không phải là chỉ một ngôi sao rơi xuống, 1/3 bị sa ngã. Có nghĩa là 1/3 thiên sứ ở trên thiên đàng bị sa ngã chứ không phải là ít đâu. Cứ tưởng tượng một cái vực sâu mà cái đá, phần đất nó mở ra mà chúng ta rớt xuống, mà gọi là bottomless pits, cái hố sâu không có đáy, thì quý vị nghĩ sao? Nếu mà cái hố sâu còn đáy thì còn lấy tay vớt lên, phải không? Còn cái hố sâu không có đáy thì đừng mong mà thò tay xuống vớt lên. Tại khi cái cánh cửa đó mở ra rồi đó thì nó đi tiếp là đi tiếp đại mãi mãi và đời đời. Trong Phật giáo họ gọi là kiếp luân hồi, gọi là đi vòng vòng, đi trở ngược lại. Nhưng mà cái vực sâu này không phải cái kiếp luân hồi quý vị, không có đi vòng vòng, nhưng mà cái này đi một chiều thôi quý vị. Khi mà cái chìa khóa đó mở ra rồi đó, chỉ là một chiều đi xuống thôi, đừng có mong đi trở lại. Không có con đường trở lại đâu. Qua câu tới chúng ta thấy từ luồng khói đó có những châu chấu bay ra khắp đất, và chúng được bay cho năng lực giống như một năng lực của bò cạp trên đất vậy. Chúng được bảo đừng hại cỏ trên đất, các loại tươi xanh cây cối, mà chỉ hại những người không có ơn của Đức Chúa Trời. Chúng ta hỏi chúng mọi con người, mọi chúng ta đây, tôi có được ơn của Đức Thánh Linh chưa? Trong Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô nói ấn Thánh Linh là gì? Đó là bằng chứng Đức Thánh Linh, bằng chứng của Đức Thánh Linh. Chúng ta không có ơn của Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Trong Khải Huyền có một cái ấn gọi là 666, 666. Một là chúng ta có ấn của Đức Thánh Linh. Hai là chúng ta có ấn 666. Chúng ta muốn chọn cái ấn nào? Cái này là quyền lựa chọn quý vị. Ấn của Đức Thánh Linh là quyền lựa chọn, mà ấn mà 666 cũng là quyền lựa chọn. Chúng ta chọn cái ấn nào? Có người nói tôi đâu có chọn cái ấn nào. Tôi hỏi quý vị nè, quý vị qua Mỹ làm sao quý vị đi vô đây được? Cũng phải có một cái mọc, cái siêu gì phải không, mới vô được đây.
Nếu mà trốn chui trốn nhủi có ngày nó cũng bắt đem về thôi, nó đuổi về. Cái đó con người còn tìm ra được. Quý vị nghĩ Chúa tìm quý vị ra không? Chắc chắn là phải ra rồi. Thành ra nếu chúng ta có cái ơn của Đức Thánh Linh thì chúng ta không cần phải chạy trốn. Giống như thứ sáu tôi chia sẻ quý vị, đừng có chạy trốn, đi đâu trốn đâu hết trơn á. Chúng ta không có tội thì chúng ta cứ hiên ngang trước mặt mọi người nói: tôi không có tội, tôi ca ngợi Chúa, tôi thờ phượng Chúa. Không ai nói tôi người tội, tội nhân. Bởi vì chúng ta đã có ấn của Đức Thánh Linh này. Trong Kinh Thánh nói rằng đây là một cái điều mà chúng ta phải biết. Lúc đó những con châu chấu đó, đó nó có hình. Đây cái hình để chúng ta thấy. Cái này mờ quá, không sao. Ngon đây rõ. Cái hình giống như mặt người vậy đó. Người đàn bà tóc. Cái này diễn tả một tóc như đàn bà này, không phải tóc phủ xuống. Có mặt như người. Mà nó đi nó giết người thôi. Nó không giết gì trơn, chỉ cái người thôi. Người đó là ai? Những người đó là những người không có dấu ấn của Đức Thánh Linh. Chúng ta có ấn, làm sao chúng ta có được cái ấn của Đức Thánh Linh? Thứ nhất, chúng ta phải ăn năn, xưng tội. Thứ nhì, chúng ta phải tiếp Chúa vào lòng. Thứ ba, là được Chúa báp têm Thánh Linh, đổi mới cuộc đời chúng ta. Thứ tư, không có tái phạm nữa. Tái phạm gì? Chúa trước kia chúng ta thờ nhiều thần, thờ ông này bà kia, ông nọ, hết tượng này tới tượng kia tượng nọ. Khi mà chúng ta được báp têm Thánh Linh rồi, không có còn ai chúng ta thấy xứng đáng để thờ hết. Nếu mà chúng ta vẫn còn thờ một đấng nào đó, ông nào đó, thần nào đó, thì tôi e rằng quý vị không có cái ấn của Đức Thánh Linh nào. Tôi guarantee điều đó. Đó là lời Chúa nói. Nếu chúng ta chỉ thờ một mình Ngài mà thôi thì chắc chắn chúng ta không bị tiêu diệt. Những nhà nông rất là sợ nó tiêu diệt những cây cỏ lúa mì. Họ không sợ giết. Người nhà nông không phải sợ giết. Nhưng mà nơi này trái ngược lại, những con châu chấu cào cào này nó sẽ chỉ tiêu diệt con người thôi. Nó không tiêu diệt những cây qua mùa. Thì những người đó là ai? Những người đó không có giấu được Thánh Linh. Mà lúc đó chúng ta nói, lúc đó tôi chết cũng sao, nó chích tuần cái chết, chích cái tôi cũng chết rồi, thôi cũng về thôi, không sao đâu, bye bye. Xem lời Chúa. Trong những ngày ấy, trong câu 6, người ta sẽ tìm kiếm sự chết mà không gặp, mong được chết nhưng sự chết tránh xa. Muốn chết mà không được, chết được đó quý vị. Đâu dễ mà chết quý vị. Có ai muốn chết chưa? Có nhiều người trong tư tưởng, trong cuộc đời chúng ta có một lần trong thời gian cuộc đời depressed quá, buồn quá, giận quá, muốn chết không? Đâu chết đâu, còn sống đây ngồi. Không. Muốn chết đâu có chết được đâu. Đâu có dễ mà chết quý vị. Nghĩ chết dễ hả? It's not easy, right? Không có dễ mà chết đâu. Mà lúc đó hả, không có chết mà bị nó chích chúng ta đó. Như mà ai có bị con bồ cạp cắn chưa? Con gì cắn mà không chết á, khó chịu lắm. Thà nó cắn mình chết, cắn mà không chết khó chịu lắm quý vị. Mà 5 tháng trường nó cắn mà không chết, cứ tưởng tượng như thế. Lời Chúa nói, khi mà Chúa nhắc nhở, đây là cái cơ hội. Đôi khi chúng ta muốn chết mà không chết được, Chúa cho một cái cơ hội nữa để thấy cái sự đau đớn như thế nào trước sự hành hạ cái thân thể này. Có người nói ok, hành hạ thân thể này 5 tháng cũng không sao đâu. Wait a minute. Cái thân thể này có thể sống 50 năm, 60 năm, 70, 80 năm. Nhưng mà chúng ta còn cái linh nữa. Cái linh nó đâu chết rồi quý vị. Dẫu quý vị đọc cái kinh nào, không cần phải đọc kinh thánh, kinh nào đi nữa, cũng nói về cái linh này không bao giờ chết. Mà cái linh này không bao giờ chết, nếu mà chúng ta
muốn chịu hành hạ 5 tháng hay muốn chịu hành hạ đời đời? Cái nào? Chúng ta không có thể thoát được cái kiếp nào đâu quý vị. Kiếp này không thoát thì kiếp kia cũng phải bị hành hạ thôi. Thành ra đừng nghĩ ok 5 tháng tôi chịu đau chút xíu, tôi gồng ráng gồng, tôi không tin Chúa đâu, tôi không tin Chúa đâu, tôi không chịu tin Chúa đâu. Gồng 5 tháng, 5 tháng sau chết, đi qua bên kia hành hạ đời đời. Ráng gồng đi. Cho nên có những cái cố chấp của cuộc đời con người chúng ta, cố chấp đi. Ngày đó lời Chúa nói chứ không phải tôi nói, tôi chỉ diễn ý cái lời đó thôi, để chúng ta tỉnh giấc lại. Có những điều chúng ta giống như gây mê vậy đó, nói rồi cũng nghe đó thôi, nó tê hết rồi, tê tái hết rồi, nó không còn cảm giác nữa. Nhưng mà để cào cào châu chấu nó chích đó, lúc đó không biết tê tái là đau. Qua bến câu 7, hình dạng của những câu chấu đó giống như ngựa sẵn sàng cho chiến trận. Trên đầu chúng có cái gì giống như mão miệng bằng vàng, mặt chúng như mặt người, tóc như phụ nữ. Đang xông vào chiến trường, chúng có đuôi nọc giống như bò cạp. Những đuôi này có sức mạnh làm hại loài người trong 5 tháng. Chúa quá nhân từ vậy, có 5 tháng đây. Cho 5 tháng để ăn năn á. Quý vị nào trong đây mà hồi đó ai làm chứng chúng ta 10 năm sau mới tin Chúa, 20 năm sau mới tin Chúa, đây có ai không? có một số chúng ta 5-10 năm sau, 20 năm sau mới tin Chúa. Đây cho 5 tháng đây. 5 tháng tin thôi nha. Ăn năn thôi, 5 tháng thôi nha. Sau 5 tháng đó, rồi biết. Đọc tới. Vua của chúng là sứ giả của vực sâu, có tên trong tiếng Hebrew là Abolon, và trong tiếng Hy Lạp là Apollyon. Khổ nạn thứ nhất đã qua này, khổ nạn nữa đang đến. Chúng ta thấy đây là cái hành hạ đầu tiên. Hành hạ đầu tiên xong rồi đó, 5 tháng xong rồi, bye 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 qua đó. Bây giờ qua cái hành hạ thứ nhì. Tại lúc đó Chúa cho cái phần để chúng ta ăn năn. Thì cái phần thứ nhì mà chúng ta phải ăn năn lên thế này. Thiên sứ thứ sáu thổi kèn, tôi nghe có tiếng từ bốn góc bàn thờ bằng vàng, có trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng ấy nói với thiên sứ thứ sáu đang cầm kèn, hãy thả bốn thiên sứ đang bị trói tại sông lớn Euphrates. Hãy thả bốn thiên sứ ra. Bốn thiên sứ này là bốn thiên sứ sa ngã quý vị, chứ không phải bốn thiên sứ mà Chúa chọn. Chỉ là giống như tiếng tự chúng ta tưởng tượng nha. Con cọp á, mà chúng ta nhốt con chuồng á, mà chúng ta thả nó ra thì nó làm gì? Nó kiếm thịt sống nó ăn. Nhưng mà khi thả nó ra, nó giống như mà con cọp á, nó chạy ra nó xong, nó kiếm thịt sống nó ăn lại. Trong cái hình ảnh này cũng vậy, thiên sứ đã khóa từ lâu rồi, mà lúc đó Chúa lại thả nó ra. Phần đầu thì cho gì? Châu chấu cào cào, chích vô, cắn vô, không chết mà đau đớn thôi. Lần này thả ra bốn thiên sứ. Thiên sứ có nghĩa là gì? Là được Chúa gửi ra. Chúa tạo dựng tất cả mọi thứ quý vị. Nhưng mà Chúa cho được người chọn, chọn sa ngã hay chọn theo Chúa. Thì sa ngã thì Chúa sử dụng nó theo cái kiểu mà sa ngã. Giống như mà chúng ta dùng nhân viên vậy, cái người nào theo cái trình độ, cái level của nó. Chúa cũng vậy. Muốn sa ngã, muốn ở trong sa ngã thì ta sẽ dùng người trong cái sự sa ngã của người. Thì khi mở bốn thiên sứ này ra thì sao? Bắt đầu sẽ tiêu diệt. Vậy bốn thiên sứ đó được thả ra, họ sẵn sàng cho giờ ngày tháng năm. Ngày giờ tháng năm hết rồi. Ấy để giết chết 1/3 loài người. Số kỵ binh là 200 triệu. Đó là số của họ mà tôi đã nghe. Có nghĩa là cái phần đó, ngang khúc mà cái sông Euphrates, cái vùng mà Chúa hứa Abraham, chúng ta nhớ trong Sáng Thế Ký, cái đó là vùng đất mà Chúa hứa với Abraham. Từ sông Euphrates đến sông Nin là sông Ai Cập á, thì nguyên cái vùng đó đó sẽ bị tiêu diệt khoảng 200 triệu. Tôi không biết Chúa lúc đó chứ tiêu diệt Hồi giáo như thế nào. Có thể cái vùng đất là vùng đất của Hồi giáo, chưa phải đây. Qua đến
trong câu 17. Trong khải tượng tôi thấy ngựa và những người cưỡi ngựa như thế, họ mặc giáp che ngực màu lửa, màu xanh, ngọc và màu lưu huỳnh. Đầu ngựa như đầu sư tử, miệng chúng phun ra lửa khói và lưu huỳnh. Lưu huỳnh là brimstone quý vị, brimstone trong tiếng Anh. Tiêu diệt bằng khói, lửa và lưu huỳnh. 1/3 loài người bị giết và ba tai nạn này, đó là lửa khói lưu huỳnh ra từ miệng ngựa vì sức mạnh của ngựa ở trong miệng và đuôi của chúng. Đuôi của chúng giống như đầu rắn và chúng dùng đầu ấy gây tội ác. Sau đó cũng còn nhiều người chưa ăn năn quý vị. Để ý nè, không biết sao tôi thì bài học mà khi mà tôi thấy cái gì mà chúng ta học một bài học một lần thì chúng ta phải nhớ, không dám làm điều đó. Giống như làm cái gì make mistakes á. Make mistake thứ nhì là tôi cũng khó chịu rồi. Make mistake thứ ba cũng khó chịu rồi. Cuộc đời chúng ta lần đầu tiên Chúa cho cơ hội để tin Chúa. Lần thứ nhì Chúa muốn báp tem chúng ta. Lần thứ ba Chúa cho trải nghiệm trên đất này. Lần thứ tư Chúa thổi bao nhiêu cái tiếng kèn. Rồi Chúa bắt đầu Chúa hành hạ mà vẫn cứng lòng. Chúng ta coi phần còn lại của loài người, những người không bị giết bởi các tai nạn này vẫn không ăn năn, vẫn không ăn năn những công việc của tay họ, cũng không từ bỏ việc thờ lại của các quỷ, các hình tượng bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng đá, bằng gỗ và những hình tượng không thể thấy, nghe hoặc đi được. Bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu khổ nạn đến rồi vẫn tiếp tục làm. Tôi nghĩ nếu mà mistake once, twice, lần thứ ba là should be không còn nữa, chứ không còn đến độ này mà phải bị hành hạ. Họ cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình. Chúng ta thấy Chúa nhắc về thờ các thần tượng từ trong Cựu Ước quý vị. Có nghĩa là Chúa nói điều này cả ngàn năm rồi, chứ không phải mới đây. Chúa nhắc từng giai đoạn của cuộc đời chúng ta, chứ không phải Chúa nhắc trong Tân Ước thôi. Không phải Chúa nhắc chỉ bây giờ thôi. Chúa nhắc từ lúc trong phục truyền luật lệ ký. Chúng ta thấy nè, tại đó anh em sẽ thờ cúng những thần bằng gỗ, bằng đá, công việc của tay loài người làm ra, nên chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng ăn, cũng chẳng ngửi. Rồi qua một cái sách Thi Thiên, Chúa nói một lần nữa, hình tượng của các dân bằng bạc, bằng vàng là sản phẩm của tay người làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt không thấy, có tay mà không nghe, mà có miệng không có hơi thở. Kẻ nào làm hình tượng và ai nhờ kẻ chúng đều giống như chúng hết. Qua tới các sách tiên tri, Jeremy, Chúa lại nhắc một lần nữa, Chúa nói là mọi người đều trở nên u mê, thiếu hiểu biết, thợ bạc, xấu hổ về tượng thần của mình và các tượng đúc chỉ là giả dối, chẳng có hơi thở bên trong. Chúng thật là hư không, một thứ trò hề, đến ngày đón phạt, chúng sẽ bị tiêu diệt vong. Cuối cùng Chúa nói một câu nữa, trong Daniel, trái lại, đây là vua Belshazzar, con của vua Nebuchadnezzar. Vua Nebuchadnezzar là thờ Babylon, là ông vua rất rất là ác, ác nhất trên thế giới này. Cho đến bây giờ ông vua đã vẫn là ông vua ác nhất. Mà đây là con của ông vua ông là vua Belshazzar, là con vua Nebuchadnezzar. Trái lại vua đó, vua Belshazzar đã tự cao, tự đại, chống lại Chúa trên trời, sai đem ly tách của nhà Chúa đến cho vua uống rượu với các quan đại thần, các hoàng hậu và các cung phi của vua. Vua đã tôn vinh thần bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ và đá là những thần không thấy, không nghe tiếng, biết gì, nhưng lại không thờ phượng Đức Chúa Trời đã đấng cầm trong tay ngài hơi thở của mọi đường lối của vua. Chúng ta những cái điều này đâu phải là mới đây đâu. Chúa đã nói từ lâu rồi, ngàn năm rồi. Thần tượng không có nhúc nhích được, không nghe được. Bây giờ thần gì quý vị? Thần thiện, thần tài, thần tiền, thần tôi của mình. Ngoài những cái thần bên kia, còn cái thần bên trong, thần bên ngoài,
Và thần bên trong của chúng ta, cái tôi chúng ta không bị chịu ăn năn, cũng là một cái thần không chịu ăn năn. Tôi muốn nói mạnh, nói thẳng, bởi vì cái trách nhiệm của người mục sư Chúa ban cho. Tôi không muốn ai hư mất quý vị. Chúa không muốn ai lạc mất. Đó là lý do tôi muốn nhắc nhở điều này. Cái tôi của mình có những lúc chúng ta vấp phạm, đó là cũng là cái thần. Thí dụ tôi nói như thế này, có người hay nói cái hội thánh này không có tình yêu thương, cái hội thánh kia không có tình yêu thương. Chúng ta nên sửa điều này. Tại vì khi chúng ta nói cái hội thánh á, ai là đầu cái gì? Chúa. Chúng ta phạm cái tội rất là lớn, chúng ta nói Chúa không có tình yêu thương. Thành ra nếu mà ai làm tổn thương chúng ta thì nói người đó làm tổn thương tôi, chứ đừng bao giờ nói hội thánh. Khi chúng ta phạm cái hội thánh là chúng ta phạm một cái điều rất là lớn quý vị. Hội thánh là đầu là ai? Không phải mục sư. Chúa Giêsu là đầu. Kinh Thánh nói, chứ không phải mục sư nói. Kinh Thánh nói đầu là Chúa Giêsu. Chúng ta là thân thể. Nếu mà chúng ta nói hội thánh nào mà không có tình yêu thương, có nghĩa là chúng ta nói Chúa Giêsu không có tình yêu thương. Đó là cái tội rất là nặng quý vị. Thành ra chúng ta có những điều mà chúng ta không biết, thì bây giờ tôi nói cho quý vị hiểu. Thờ hình tượng, đó là sai lầm của cuộc đời của nhiều người. Thế hệ này qua thế hệ kia chỉ truyền khẩu với nhau mà thờ thôi. Những triết học từ con người ra, thần học những người diễn giải thôi. Nhưng mà lời Chúa từ miệng của Chúa Giêsu nói ra thì không thể thay đổi được quý vị. Chúng ta không thể thay đổi miệng từ Chúa Giêsu nói ra, mà không chỉ một người viết ra, nhưng mà nhiều người viết ra từ miệng của Chúa Giêsu. Mà Chúa nói ta sẽ trở lại, mà các con hãy ăn năn, hãy ăn năn. Sau này chúng ta hãy ăn năn, bởi tuần sau tôi sẽ nói về tiếng kèn cuối cùng, một cơ hội cuối cùng, một cơ hội cuối cùng thôi. Với tôi ăn năn với Chúa. Có một con đường dòng người khờ dài bước đi, cũng chẳng lạc lòng dù đầy giông tố vây quanh. Ấy chính con đường mà Ngài đã phó thân mình để cứu nhân loại khỏi sự mất đời đời. Có một con đường tràn ngập hạnh phúc yêu thương, những kẻ được chuộc cùng nhau đi đến Si-ôn. Chúa dẫn đưa đường, Ngài luôn chăm sóc yêu thương những kẻ trong đời, Ngài ban ơn phước tuôn tràn. Đường giờ đây quây gót ăn năn, bao nhiêu tội tình Ngài đã tha thứ tôi rồi. Vì tình yêu Ngài đã chết thay tôi, để giờ đây tôi cùng Ngài sống đó. Hãy về bên Ngài để nhận nguồn phước thiêng liêng. Chúa vẫn mong chờ, chờ ai quây gót ăn năn. Hãy đến bên Ngài để được tha thứ muôn tội. Chúa dẫn đưa bạn vào đường sự sống muôn đời. Rồi sáng nay chúng con cậy ơn Chúa thay đổi lòng của những cái tấm lòng cứng cỏi, tấm lòng đã nhiều năm nhiều tháng không ăn năn. Bởi vì con biết rằng Chúa chỉ là con đường và là thật, là sự sống. Con biết ngày của Chúa sắp trở lại,
Và con biết ngày Chúa trở lại, Chúa sẽ nhắc nhở chúng con nhiều lần, nhiều năm, nhiều tháng. Chúng con không muốn trải qua những cái khổ nạn nữa Chúa ơi. Có một con đường dòng người khờ dài bước đi, cũng chẳng lạc lầm dù đầy giông tố vây quanh. Ấy chính con đường mà Ngài đã phó thân mình để cứu nhân loại khỏi sự hư mất đời đời. Có một con đường tràn ngập hạnh phúc yêu thương, những kẻ được chuộc cùng nhau đi đến Sion. Chúa dẫn đưa đường, Ngài luôn chăm sóc yêu thương những kẻ trong đời, Ngài ban ơn phước tuôn tràn. Bao năm lạc đường, giờ đây quê gót an lành. Bao nhiêu tội tình, Ngài đã tha thứ tôi rồi. Vì tình yêu, Ngài đã chết thay tôi. Để giờ đây tôi cùng Ngài sống đó. Hãy về bên Ngài để nhận nguồn phước thiêng liêng. Chúa vẫn mong chờ, chờ ai quay gót an năn. Hãy đến bên Ngài để được tha thứ muôn tội. Chúa dẫn đưa bạn vào được sự sống muôn đời. Tôi kêu gọi.